Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Khai thông trí tuệ nhờ hiệu quả ăn uống khoa học. Đầu năm 2006, gần nhà có Phật tử tổ chức đi chùa Long Hương, anh thợ sơn xe hơi Trương Kim Hùng đã tò mò đi theo. Đúng vào dịp thầy trụ trì đang giảng về phương pháp thực dưỡng, trong đó có đề cập đến thuyết âm dương, anh rất thích những điều mới lạ đối với mình. Từ đó anh bắt đầu ăn gạo lứt, áp dụng triết lý Đông Phương vào sinh hoạt hàng ngày. Sau một thời gian ăn gạo lứt, anh thấy cơ thể thay đổi, suy nghĩ cũng thay đổi. Nhờ vậy anh bắt đầu mở tiệm để mua bán các sản phẩm thực dưỡng tại nhà ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và không tiếp tục theo nghề sơn xe hơi nữa. Anh nghĩ mua bán thực dưỡng tốt hơn, có lợi cho nhiều người hơn. Đồng thời về lâu về dài thu nhập sẽ khá hơn. Vừa mua bán, anh vừa nghiên cứu sản xuất thêm trà gạo lứt, trà đậu đỏ. Anh sử dụng số tiền dành dụm được đầu tư mua máy móc về rang hai loại trà này. Nhưng do chưa có kinh nghiệm buôn bán, trí phán đoán lúc đó còn ở mức thấp, tính toán không đến nơi đến chốn nên làm tới đâu bị lộ tới đó. Để bù đắp vào sự thiếu hụt, anh bán thêm quần áo và kiêm thêm chạy xe ôm tháng. Anh bắt đầu muốn hiểu biết, muốn học hỏi nhiều thứ, nhưng trình độ lại có hạn vì anh rời ghế nhà trường quá sớm. Anh quyết tâm học lại văn hóa và bắt đầu từ lớp 8 ở trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh. Anh học theo chương trình 2 năm 3 lớp, có những lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc, chuyển học văn hóa một lần nữa. Do việc mua bán còn gặp phải nhiều khó khăn, chỉ riêng lớp 8 anh phải mất 3 năm mới hoàn thành vì công việc mua bán không cho anh học liên tục. Giai đoạn đầu kinh doanh khó khăn, vậy mà anh vẫn kiên trì đeo bám việc học và tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2011. Anh rất thích học môn toán và môn lý, nên anh học khá tốt hai môn này. Anh nói khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng. Chương trình phổ thông là nền tảng cơ bản để học tiếp sau này, nên phải hoàn tất. Hình như thực dưỡng đã khai thông con đường học vấn của mình, làm cho trí mình sáng ra, làm cho mình ham học. Trong thời gian đang học bổ túc văn hóa, anh còn học lái xe rồi chạy taxi nữa. Trên xe lúc nào cũng mang theo cơm lứt để ăn vào những lúc vắng khách. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011, anh không chạy taxi nữa và chuyển sang lái xe cho ngân hàng Mekong. Công việc của anh là đưa đón sếp, nhân viên và chở tiền. Anh tận dụng mọi thời gian để làm việc vừa mua bán vừa sản xuất, vừa lái xe cho ngân hàng. Anh từng thức dậy lúc 5 giờ và làm việc đến 10 giờ đêm. Công việc kinh doanh buôn bán đang ở giai đoạn đầu và vốn ít, nên anh ráng sức tham gia hầu hết vào các công việc. Năm 2012, anh sản xuất thêm một đánh răng dental làm từ một than cà muối đựng trong hũ. Không dừng lại ở đó, anh bắt tay nghiên cứu sản xuất thành kem đánh răng dental đựng trong tuýp như các loại kem đánh răng khác. Nhưng anh đã thất bại, các ống kem sau một tháng không lấy được kem ra khỏi tuýp vì muối và than cà lắng xuống, nước tách ra nổi lên trên, bạn hàng trả lại và không tiếp tục mua nữa. Không đầu hàng, tiếp tục nghiên cứu ngày đêm, anh nói, anh tin sẽ làm được và sản phẩm này sẽ được ưa chuộng bởi tính tự nhiên không hóa chất của nó. Kem đánh răng dental không những làm trắng răng, sạch răng miệng, chống hôi miệng mà còn phòng ngừa được các bệnh về răng miệng. Đầu năm 2013, anh đăng ký học chương trình trung cấp tại trường trung cấp tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi học xong môn bào chế thuốc, anh đã áp dụng các kỹ thuật học dược vào việc bào chế kem đánh răng dental. Trời không phụ lòng kiên nhẫn và cái tâm trong sáng của anh nên lần này đã cho anh thành công. Hiện tại anh là người duy nhất sản xuất được kem này ở Việt Nam và bán khắp cả nước trong các tiệm thực dưỡng. Đến giữa năm 2014, anh mở rộng quy mô sản xuất bằng cách thành lập công ty và bỏ vốn nhiều hơn để trang bị máy móc. Anh nói nhờ ăn thực dưỡng mà đầu óc sáng ra, kích thích mình tìm hiểu nhiều thứ, thích khám phá những cái mới và anh đã học hết cái này sang cái khác. Anh còn theo học nhạc, từ khi ăn theo thực dưỡng người nhẹ nhàng, đặc biệt phán đoán tốt hơn nên quyết định chính xác hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn. Không chịu an phận với những công việc đang làm, anh bắt đầu tham gia mua bán nhà đất từ năm 2012 sau khi nghỉ lái xe cho ngân hàng. May mắn là anh mua đất thì đất nơi đó lên giá, anh mua nhà thì nhà đó cũng lên giá. Mảnh đất đầu tiên anh mua nằm trong khu dự án ở Biên Hòa với giá 170 triệu đồng. Lúc đó anh chỉ có 1 triệu đồng tiền mặt, đủ để đặt cọc. Hai đợt thanh toán đầu tiên anh phải mượn của anh em trong gia đình. Hai đợt cuối anh cố gắng làm ra đủ tiền để thanh toán số còn lại. Thừa thắng xông lên, đọc báo thấy ở Long An đất còn rẻ và phù hợp với số vốn của mình nên anh đến Long An mua đất. Trong trường hợp không đủ tiền mua, anh kết hợp với những anh em trong nhà hoặc bạn bè. Cứ như vậy anh làm tới. Hiện thời anh sở hữu hai mảnh đất 3.200 m², nhà 2.200 m² và một ngôi nhà 27.5 m² ở Long An. Ở Vũng Tàu anh sở hữu một nhà và đất 777 m² và đang chuyển công ty sản xuất của anh về đây. Anh còn đang sở hữu một xe hơi 5 chỗ do Mỹ sản xuất. Hiện tại thì anh ăn gì cũng thấy ngon miệng cả. Thường ở nhà anh chỉ ăn cơm lứt với tương tamari. Anh nấu cơm gạo lứt với đậu đỏ hạt kê trong nồi áp suất. Lâu lâu ăn thêm bí đỏ hoặc rau. Khi ra ngoài đi ăn với bạn bè hoặc đối tác buộc anh phải thoải mái hơn.
Anh nói ăn thực dưỡng rất tiết kiệm, không bị bệnh, không uống thuốc. Anh không uống thuốc từ lúc ăn thực dưỡng đến nay đã gần 10 năm. Khi thấy cơ thể hơi mệt, anh ăn một sáng dây là hết mệt ngay, sức khỏe tốt hơn nên làm việc dẻo dai hơn. Thời gian đầu ăn thực dưỡng khó khăn nhất là thèm đủ thứ và chiến đấu với cái thèm. Hay đã thắng cái thèm được một lần là lần sau nhẹ nhàng, nhưng bại một lần là lần sau không nhịn được. Bây giờ không còn thèm như trước đây, những thức ăn thức uống âm như trái cây, nước ngọt không còn hấp dẫn nữa. Để nhiều người tiếp cận với kiến thức thực dưỡng, anh kết hợp với các đơn vị thực dưỡng khác tổ chức những buổi chia sẻ kinh nghiệm cho lớp trẻ. Trong tương lai, anh muốn xây dựng hệ thống thực dưỡng với giá cả hợp lý để nhiều người tiếp cận và ăn theo thực dưỡng. Anh đang cố gắng buôn bán đất đai để có vốn làm điều này. Anh dự định sẽ mua một căn nhà dành riêng cho kinh doanh thực dưỡng. Anh tâm sự, người dân ăn theo thực dưỡng sẽ không bao giờ mua thuốc, có lợi rất nhiều. Mong muốn sao, các tiệm bán cơm đều có cơm lứt để có nhiều lựa chọn hơn. Ai cũng biết ăn gạo trắng trong thời gian dài sẽ làm tăng đường huyết, nhưng người ta chưa thay đổi được thói quen. Anh băn khoăn làm sao khuyến khích mọi người ăn gạo lứt. Anh nói anh làm thì được, nhưng nói không được tốt, nên muốn một số diễn giả tìm hiểu về thực dưỡng để có lợi thế truyền bá. Ha ha ha, 问什么的说